Xin chào các bạn. Đây là cái cặp gất chân dành cho xe 67 với xe cúp 50 nha. Rồi. Nó bằng inox nha các bạn. Inox nguyên khối nha. Rồi. Inox nguyên khối. Hình như sắt xì inox. Cũng biết nữa. Sắt inox á. Rồi. Đây là 50, đây là gắn xe cúp. Xe cúp thì nó có hai cái lỗ, chúng ta sẽ dặn vô trong hai con ốc ở dưới cái phục nha. Hai ốc ở dưới cái phục. Còn cái này thì gắn cho xe 67. Đây, xe 67 thì trong cái trường 67 nó có cái lỗ. Chúng ta phục vô chúng ta dặn đi luôn. Rồi. Bằng inox nhìn rất là đẹp nha. Đây gọi là gắt chân kiểm inox gắn xe cúp 67. Ok, cảm ơn tất cả các bạn có nhu cầu mua phụ tùng riêng xe cúp thì liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên nha. Phương thức mua hàng là chuyển khoản trước, nhận hàng sau, không ship code nha các bạn. Mọi cái thông tin vấn đề gì các bạn cứ nhắn Zalo hoặc coi sản phẩm trong Zalo trên số điện thoại của mình nha. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký để thường xuyên theo dõi kênh video phụ tùng riêng xe cúp của mình. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bạn.